Hello everyone, ngày nắng dần từ mơ college tour đang ở kia hà lỡ những phong tạc đà từ Klein bus station nằm bảy chi bà từ Slé hay lỡ dân lên thái cho dân thầy tập phải dọc hộp tê kì. Ok ចាំប្រចាំអត់មានមានទេណាស់គ្នានឹងតិចតែបើជិះយើងថ្ងៃនឹងឆ្លងមកហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់សាលាហើយនេះទៅពីជិះបាសអស់រយៈពេលប្រហែលជាជិត 1 ម៉ោងខ្ញុំកំពុងនៅក្នុង Dining room cái okay. Vì ao sao mà hai ai bàn chẳng ấy. Khi mình đọc mình coi gì dùng coi lên dùng tay tay dùng coi dùng tay library nó còn nó bookstore nó đọc nha. Mình coi nó coi dùng anh coi lên mai này dùng đa tay library thằng ngọc nha. ยากี้อ่ะเซ็งๆสําหรับเกเห็นอาจารย์นะอะไรแต่ถ้าខ្ញុំបានឲ្យនឹងឯងនោះនៅចុងនោះនៅក៏បៀរិងផ្សេងៗទៀតរបៀបណាគេមានคลาสតែត្រូវទៅហ៊ាននឹងដើរទៅនឹងទៅ tại vì mình chọn ở kia rồi các bạn thôi mà đạt ai nè library dân chơi bật tông tới thuê đang bà sẽ đẩy bà ô tô plate mình yên này
nhóm thử đọc về từ hiện một vị trí sáng tí đấy chẳng nhóm nâng thọt environment này lại bây giờ nâng ạc nhìn mừng tích OK, nè đó kia lời nhôm thời đọc về tới hiện này một nắng nhôm mà liền tay nhôm tới coi là liberation yes rồi nhôm phong đã đây hãy yên đây này là ở kia rồi nhóm trên pi sla đi này rồi này campers bao nhóm ok oh my god tôi khơi một cái máy chẳng ạp rồi ok here những cái bông đá những đám sôi thông thông đó là người chạy này đó thì copy cái máy vẫn bay ra học sinh từ cái chẳng hạn nhóm tay ta xong rồi cứ vào này bán campers yeah, that's it. Này, đám Christmas hay nè, đó kìa. Đám bật bật. Rồi, này chia campus living bỏ kế nè, đó kìa. Đẹp đẹp, cả lại anh đài. Nè, cái mình lôi cái chua nó ở nông xà là mong này chẳng hết nè. Là cái chi là bật tục ấy chẳng tài vật ấy. Nhớ mặt bạn nơi này hết. Nhưng là apartment mùi bông bông nhóm vinh hay chẳng á và riêng đòn này à chăm bà sái đây everyone và riêng bà tè hai nên tụt bao nhóm hay chẳng biết đâu vẫn biết tập bàn ăn hay sống không thay nên đọc nên cho chất hay sống chui chụp like chụp share hay chui subscribe ở nhóm phong nằm bài chơi cầm lại chất đó nhóm miền cầm lại chất phơ biết đâu mới về tao tiện chẳng bye bye nên đọc nha.